Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tương Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Liên quan đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, thì hôm nay muốn gửi đến cho quý khán giả một cái thông tin về một cái nhân vật rất là nổi cộm, đó chính là Phan Phong. Phan Phong này có nằm trong cái danh sách bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Ngay sau khi bà Hằng nhận được cái phiếu chuyển đơn từ phía cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Định chuyển qua phòng PA03, thì Phan Phong ngay lập tức lên cái đoạn video để thách thức bà Nguyễn Phương Hằng. Kính thưa tất cả quý khán giả, thì hôm nay nữa cũng là mấy ngày rồi Phan Phong không có làm video để nói về cái chủ đề của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng chúng ta cùng nhìn nhận lại cái vấn đề, cái lý do tại vì sao mà Phan Phong không dám nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Cái kênh YouTube của Phan Phong là 117.000 người đăng ký, lên một cái lượt video đó được rất nhiều người xem. Cái kênh YouTube của Phan Phong đó thu nhập trung bình một tháng vài ngàn đô, mà tại sao Phan Phong lại bỏ cái chủ đề của bà Nguyễn Phương Hằng để đổi sang một cái chủ đề khác? Thì gần đây chúng ta thấy trên một cái bài báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có đưa lên một cái kênh YouTube là BBTV, thì ở đây tôi đọc là Phan Phong TV, có lừa ông Đồng Anh với cái số tiền là 530 triệu đồng. Thì ngay sau đó thằng cáo gian tham đó nó lên nó binh vực cho rằng đây là một cái mối mâu thuẫn giữa cái kênh YouTube Mộc TV với cái tên Phan Phong. Nhưng mà cái chuyện mâu thuẫn á, là tôi không nói, mà mình có đi lừa tiền, có gạt của người ta mượn tiền thì người ta mới lên tiếng ta tố cáo. Còn ở đây tôi không có mượn tiền của ai đó, tôi đố bố con nào dám đi lên đây nói tôi. Tôi không mượn tiền thì làm sao mà lên bóc phốt tôi được, và tôi không lừa đảo sao bóc phốt tôi được. Tôi đố ai lên nói tôi lừa đảo đó, sao dám nói. Còn á, cái ba lô, quần áo, đồ đạc, nón của nó còn ở tại nhà của ông Đồng Anh thì làm sao mà chối được. Tiền của người ta 530 triệu lúc khổ lúc khó khăn mà đến nó ăn giọng mà làm sao mà chối được quý khán giả. Là vào cái thời điểm đó là nó hạn chế lên video để nói về chủ đề của bà Nguyễn Phương Hằng ha. Đây, rồi bắt đầu gần đây là tiếp tục chuyển sang là bán hàng, là bán đồ giả đó, bán cái tinh dầu kém chất lượng đó. Không nói về bà Nguyễn Phương Hằng ha, nhưng cách đây cũng khoảng tuần rồi, hạn chế nói về cái chủ đề bà Nguyễn Phương Hằng. Thì đây là gần đây nó đăng trên tab cộng đồng đây. Tối nay là ngày 15 tháng 8 nè, Phong sẽ không livestream. Phong sẽ livestream lúc 20h30, muộn hơn 30 phút. Đây là đăng lên là bán hàng giả nè. Đấy, bán tinh dầu nè. Đồ này là đồ giả, không có nhãn mác, không có nguồn gốc xuất xứ. Tôi cho rằng đồ này là đồ không có chất lượng nha. Đồ không có ai bán đồ mà không có nhãn mác gì hết trơn á. Thời gian qua báo chí cũng đã lên tiếng rất nhiều về cái vấn đề nghệ sĩ mà quảng cáo thổi phồng cái chất lượng là để đánh ngừa lừa người tiêu dùng đó. Bây giờ chính Phan Phong lại lên bán cái hàng này thì tôi cho rằng Phan Phong này là đi lừa khách hàng để bán cái hàng quá kém chất lượng ha. Đây, thì bây giờ là lên đối thối cái mệt rồi. Mỗi một cái đoạn video clip còn không có bao nhiêu người xem. Đây, 6-7 ngàn, 7-8 ngàn thôi mà. View rất là lèo tèo. Khi không nói về bà Hằng, đây là dân có kiến thức mà. Dân có kiến thức đó, đeo bám bà Hằng hơn một năm nay, là 2 năm nay rồi. Đấy, những video nói về bà Hằng ha, view rất là nhiều ha, view rất là cao. Còn khi không nói về bà Hằng nó đối thối cái mồm, thử coi ra ai ủng hộ ha. Cái tụi này nó ghét bà Hằng á, nhưng mà nó cũng phải phục, phải không? Không phải mà nó im lặng mà tôi im đâu. Những cái thành phần này không có im được. Đây là cái đơn tố cáo của bà Hằng nè. Ở đây là từ phòng cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Định chuyển qua phòng PA03 nè. Đấy, thì đây là cái giấy chuyển ra từ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bình Định chuyển ra cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ha. Đến giờ phút này thì chúng ta chưa nghe cái này, không biết cơ quan chức năng có trả lời bà Nguyễn Phương Hằng chưa, thì cái đó là chúng ta chưa biết, chúng ta chỉ biết tới đây đi. Nhưng mà tôi khẳng định gần cho quý khán giả đó, tất cả cái đoạn video Phan Phong nói về gia đình của bà Hằng đó sẽ được ông Dũng lưu lại, sẽ được bà Hằng lưu lại. Vì cái cách Phan Phong nói chuyện bà Hằng á rất là thiếu giáo dục nha, rất là thiếu giáo dục. Đây tôi mời quý khán giả nha, sau khi nhận được cái bà Hằng, nhận được cái phiếu chuyển đơn á, nó lên thách thức bà Hằng đây. À, phải nói rằng là đúng ra đó, ngày hôm nay á là mấy ông mà mấy cái kênh YouTube đang đứng ra ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng á là phải lên cảm ơn tôi. Phải lên cảm ơn tôi tại vì đơn giản một điều rằng á là bà thấy lâu nay mấy ông đuối quá rồi, không còn cái đề tài nào để làm nữa, trừ không còn bất kỳ một cái gì để nói nữa. Cho nên là bà nhóc nhã bà chơi một cái chiêu bài mà đưa lên cho người ta nhìn vô người ta xem, trời ơi, để có cái để cho mấy đứa nó làm, để cho nó rầm 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 câu chuyện lên cái. Chứ hôm nay bị Phan Phong nó ngồi nó xỉa biết chịu không nổi luôn á,
Đó, có nghĩa là nó kêu YouTube lên cảm ơn nó vì bà Hằng làm đơn tố cáo nó, YouTube mới có cái chủ đề làm sự cũng xin cảm ơn mày nha Phan Phong, cảm ơn mày, mai mốt công an bắt mày á, cảm ơn công an rồi cũng phải cảm ơn mày, tại vì nhờ có mày công an mới có người bắt, biết không, mai mốt cảm ơn mày nữa, khi nào mày bị bắt sẽ cảm ơn mày thêm lần nữa, cảm ơn gia đình mày luôn nha, cảm ơn luôn, mày cũng là cái thằng đeo bám theo bà Nguyễn Phương Hằng mày kiếm tiền thôi chứ mày có cái gì đâu mà mày lên mày xỉa xối mày lên mày nói bên đây, đúng không? Cái bản thân mày cũng đeo bám theo bà Hằng, mày đi nói những cái câu chuyện khác mày nói thối mồm có ai nghe mày đâu. Mà cái thằng này nó nghiệt lạ rồi, cái nó cứ nói đâu là đúng đó, nó nói đâu là đúng đó, cho nên là cuối cùng đâu có cái còn cái cách nào để mà ngồi ra mình nói đây đâu, không có cách nào để xử lý lại được hết trơn, không có cái. À, có nghĩa nó nói bây giờ nó nói về bà Nguyễn Phương Hằng đó là nói đâu cũng đúng hết trơn á, nó nói về bà Hằng là nó cái gì cũng đúng hết trơn, nghe lại quý khán giả. Miệng Phan Phong nó ngồi nó xỉu biết chịu không nổi luôn á. Mà cái thằng này nó nghiệt lạ rồi, cái nó cứ nói đâu là đúng đó, nó nói đâu là đúng đó, cho nên là cuối cùng đâu có cái còn cái cách nào để mà ngồi ra mình nói đây đâu, không có cách nào để xử lý lại được hết trơn, không có cái pha. Đó. Bây giờ nó nói về bà Hằng nó nói cái gì cũng đúng hết trơn á. Đây nè, nó nói cái này cũng đúng nữa nè. Ủa, có ai mà đem tiền cho trai hàng trăm tỷ đồng mà bây giờ phải chạy đôn chạy đáo rồi trong cái buổi ngồi bán livestream bán đất của mình? Đó, thấy chưa? Nó nói bà Hằng lấy tiền cho trai á, hàng trăm tỷ đồng, nó nói vậy cũng đúng luôn đó. Nha, nó nói cái gì cũng đúng hết trơn á. Rồi đây, gặp bài quý khán giả nghe tiếp cái đoạn video bên đây nha. Cái đoạn video mà bán đất lấy tiền cho trai mà ngồi livestream bán đất á, cái đoạn video này tôi đưa hoài. Mỗi khi mà nói về Phan Phong á là phải đưa cái đoạn video này lên nha. Cái đây là cái tử nguyệt của Phan Phong nè. Và cái đoạn video vậy nói về oxy nữa nha. Rồi Đại Nam thành Đại Nạn nữa, nhiều nhiều cái lắm, nhiều cái lắm. Từ từ chăm sóc Phan Phong dài dài, tôi không có quên đâu quý khán giả. Mấy cái thành phần mà đánh phá vào công ty doanh nghiệp, phá hoại những cái trạm nạp cung cấp oxy, cái quỹ an sinh xã hội vào cái mùa dịch đó, tôi không bao giờ tôi bỏ qua nhân vật nào đó. Quý khán giả nhớ Hằng Ni không? Búng tay cái là bay nhà máy oxy, búng tay cái là bay quỹ từ thiện hàng ngũ không? Tôi đâu có bỏ qua, phải không? Tôi phải nói hoài. Những nhân vật này là phải nói hoài, nói chừng nào nó vô khám nghỉ nha. Như Hằng Ni giờ ít nói lắm. Đâu lâu thỉnh thoảng có tiêu đề rồi này kia nói một hai cái video chơi thôi. Chứ giờ nói gì nữa giờ? Nó không có tác dụng. Bây giờ tất cả mọi thứ nó thuộc về cơ quan chức năng hết trơn rồi. Bây giờ tôi có nói về Hằng Ni 1.000 cái video nữa nó cũng không có giá trị. Mà tôi nói tôi xúc phạm người ta quá là tôi vi phạm luôn à. Lực pháp đạo đức con người Việt Nam của chúng ta không có cho mình phong sát người ta đến nỗi mà ta nằm chèm bẹp luôn à, ta sụt lỗ luôn à, không có cho phép cái vấn đề đó à. Bây giờ ông nói cho nó thiệt, làm tới giai đoạn này nó vui lắm em nói chị, nó vui lắm, biết sao không? Biết sao vui không? Tới cái giai đoạn này rồi để mà đấu với bà Nguyễn Phương Hằng nó không cần tốn tí chất xám nào hết trơn á, thiệt không cần tốn một tí chất xám nào luôn, cứ ngồi. Đó, nó nói bây giờ đấu với bà Hằng là không cần một chút chất xám nào hết trơn, phải không? Bây giờ nó đấu với bà Hằng á, bà Hằng tố cáo không có hiệu quả. Bây giờ ông nói cho nó thiệt, làm tới giai đoạn này nó vui lắm em nói chị, nó vui lắm, biết sao không? Biết sao vui không? Tới cái giai đoạn này rồi để mà đấu với bà Nguyễn Phương Hằng nó không cần tốn tí chất xám nào hết trơn á, thiệt không cần tốn một tí chất xám nào luôn, cứ ngồi đánh 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 chị, cái chị đăng bài lên xong cái là mình lên mình ngồi mình coi cái bài đăng của chị, cái mình thấy tùm lum thứ để mình bóc ra đó, khổ chưa? Đó, thấy không? Thấy nó mỉa mai người ta chưa? Thấy nghĩ cho ai chưa? Khổ vậy đó chứ. Thấy một cái thằng con nít mà miệng còn hôi sữa mà dám lên mỉa mai người ta gì chưa? Thằng Phan Phong này tuổi đời nó chưa có qua con của bà Hằng nữa mà nó dám lên nó cười xỉa xói người ta vậy, rồi nó nói người ta lấy hàng trăm tỷ đồng đem đi cho trai. Mà tôi không biết con của bà Hằng có chịu ngồi im không nha. Tôi không biết mấy cái người mà con của bà Hằng và ông Tuấn, ông Tú là mấy ông này, không biết mấy ông có ngồi im không. Mẹ mình bị người ta xúc phạm vậy mà không biết mấy ông có đi tố cáo không nha. Mình không biết nha. Mà cho không biết trong khoảng thời gian gần đây á, Phan Phong chắc cũng quýu đít rồi á, quýu đít chắc đánh hơi được rồi. Mấy chị ơi, làm mấy cái trò mèo tôi không lẽ bây giờ tôi ngồi tôi hỏi cái ủa chứ xong rồi bà Hằng bà ấy rảnh quá bà đi lên trên mạng bà đòi kiện người này kiện người kia, rồi cái cách của bà làm đến thời điểm này nó có cái gì hiệu quả chứ hả? Tới lúc mày đang nói á, nó chưa có hiệu quả, nhưng mà lúc này nó hiệu quả lắm rồi Phan Phong ơi. Báo chí nêu lên là hàng loạt các kênh YouTube đó, thấy chưa, Facebook đó, thấy chưa, trốn từ em chân rồi. Và Hằng Ni với ông Trần Văn Sĩ bị bắt rồi, đồng minh của mày đó nha, cái cánh tay đắc lực đó, đồng minh đó, thấy không? Trời ơi, những cái bên đó là cánh tay của Phan Phong không đó nha, chứ không phải là chuyện đùa đâu nha. Mà từ khi bị bắt tới giờ là Phan Phong giảm rồi nha, quýu đít đời, xanh mặt rồi. Để coi cái bài chạy khỏi không nha. Đặt tôi lưu cái video này lại, lưu video này lại mới được. Còn mèo tôi không lẽ bây giờ tôi ngồi tôi hỏi cái ủa chứ xong rồi bà Hằng bà ấy rảnh quá bà đi lên trên mạng bà đòi kiện người này kiện người kia, rồi cái cách của bà làm đến thời điểm này nó có cái gì hiệu quả chưa hả? Bà thử nghe, có thử có cái gì hiệu quả chưa mà không thấy là bây giờ hết đường là cho nên DPR cho tôi, DPR không công à, từ nay mai tôi có được cái nút bạc là sao, hay là tôi lên không nút vàng tôi không dám mơ. Có nút bạc rồi đó, bây giờ có nút bạc rồi đó, chuẩn bị đi đem vô trọng nha. Khi nào mà cơ quan chức năng mà giờ vô cái còng số 8 vô tay á, nói thôi mấy chú công an cho con xin con đem cái nút bạc này theo vô trọng để con phe, phải không?
mai mốt cầm theo cái nút bạc đó, biết không? Cầm phải cầm theo mới được, cầm theo cái nút bạc đó. Nút vàng không dám mơ chứ cỡ nút bạc thì hy vọng là sau cái đợt này bà Nguyễn Phương Hằng mới đi quảng cáo một cái trang fanpage 800 mấy ngàn, nhưng mà nói thật cái mức độ tương tác và cái lượng tương tác của trang fanpage bà thua xa xa cái trang fanpage Phan Phong TV của tôi, nói thật. Mà phải mày nhờ đeo bám vào cái đít bà Hằng không hả? Cái mày có tài quá, mày giỏi quá mà mày cũng nhờ đeo bám vào trong cái đít của bà Hằng không à? Mày không đeo bám bà Hằng mày có gì đâu mày ăn đó. Bây giờ mày không đọc bà Hằng, bây giờ nè báo chí đưa lên nè, thấy không? Đưa lên từ em lên danh sách chân à. Bây giờ nó quýu đít cái mặt xanh như đít nhái vậy đó. Rồi bây giờ đâu có dám lên nói xấu bà Hằng, thì không dám lên nói xấu bà Hằng, nói xấu Đại Nam moi móc đồ ra. Mới tháng trước nè, mới tháng trước còn lên moi móc ra cái vụ mà nhà máy găng tay rồi của Đại Nam nè, rồi câu nói của bà Hằng lấy tiền che thắng rồi nè, để rất là nhiều má. Mới đây nè, trời ơi, còn mới thật đây chưa có đâu xa chân á, từ khi báo Thanh Niên đưa lên nữa cái vụ bán hàng online nữa, người ta đưa ngay cái mặt lên nữa là quýu đít rồi, phải không? Đưa lên cái là xanh mặt rồi đó. Bây giờ cái hiệu quả, để coi cái hiệu quả nó có không ra đó, để coi cái hiệu quả cái có không. Bây giờ sợ rồi, đâu có dám nói, không dám nói về chủ đề bà Hằng nữa, không dám nói về bà Hằng thì kênh không ai xem đó, vậy đó. Bán hàng thì không ai mua đó, bây giờ bán hàng giả, hàng không có chất lượng, không có nhãn mác, lừa đảo đó. Bây giờ là đối thối cái mồm rồi, không có bà Hằng là tụi bay đói, bởi vì bà Hằng nó nói rồi. Tụi bay bây giờ cho dù có ghét bà Hằng đi chăng nữa cũng phải công nhận, thấy không? Ghét cũng phải phục, bà Hằng bà nói nhiều lần rồi, ghét cũng phải phục đó. Giờ chưa đâu, từ từ mày cầu vô hợp nữa, nói thẳng một câu luôn như vậy cho nó vui, cho nên không có gì mà các anh các chị ngồi nghĩ rằng ồ bãi lên bãi quảng cáo mãi bia cho mình cả, chỉ có là mấy ông thần ở bên dưới đang ngồi không có cái gì để đớp nữa, bãi quăng ra miếng xong rồi nhảy lên đớp lấy đớp để đó. Ủa là khổ vậy, khổ vậy chứ phải đâu mà. Nó nói bà Hằng quăng ra là YouTube đớp đúng không? Tụi tao đớp rồi tụi tao quăng ra đó ha, tụi tao đớp rồi tụi tao bị ra mới tới mày nữa, thấy không? Nhờ tụi tao đớp đó, tụi tao đớp mày mới có mày đớp đó. Tao ăn no tao mới xả ra mới có tới mày chứ đâu mà có tới mày liền. Bây giờ mày nói bà Hằng bắt quăng xương ra chứ gì, như nói là như bà Hằng quăng xương đúng không? Quăng xương ra thì không đủ tụi tao lụm nữa, quăng bà Hằng quăng xương ra là tụi tao lụm rồi chứ đâu có chở tới mày. Mà tụi tao lụm rồi tụi tao bị ra mới tới mày, thấy không? Cho nên mày bay vô mày táp đó, nghe lại cái này nha. Ủa có ai mà đem tiền cho trai hàng trăm tỷ đồng mà bây giờ phải chạy đôn chạy đáo rồi trong cái buổi ngồi bán livestream bán đất của mình đó, nghe chưa? Hay ha, Đại Nam mà thành đại nạn. Hay ha, đoạn này hay á Phan Phong. Lưu cái video này lại tao nói gì mày hoài nha Phan Phong. Nói chừng nào mày đi tao mới thôi. Mày thấy chú sĩ với hàng đi không? Tao chăm sóc hơn 1-2 năm nay rồi đó. Mày thấy hàng đi chú sĩ không? Tao chăm sóc không bỏ ngày nào hết trơn. À, mày thấy bao nhiêu mày biết rồi đó nha. Rồi, Đại Nam mà thành đại nạn. Đại Nam. Đại Nam mà thành đại nạn. Không, cái đọc rồi, Đại Nam mà thành đại nạn. Đại Nam. Đó. Không, cái đoạn công ty doanh nghiệp của người ta mà nói Đại Nam thành đại nạn. Đúng rồi, Đại Nam mà thành đại nạn. Đại Nam. Thấy là một thằng rất thiếu giáo dục không? Đấy. Thì hôm nay xin gửi quý khán giả một cái đoạn video ngắn ha. Đó là nó thách thức bà Hằng, tôi cũng lưu cái đoạn video này lại để từ từ cho quý khán giả. Từ từ khi nào mà cơ quan chức năng mà người ta lụm nó đi rồi tôi mở cho nó xem. Không có chạy khỏi đâu Phan Phong ơi, mày thèm gì ăn nấy đi. Rồi mai mốt đem nút bạc thêm nha. Có tài sản gì quỹ quyền lên trên đi con nha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Bye bye.